Vâng, lời nói đầu tiên, tôi là Nhã Viên. Và tôi là Mai Thiên Tài. Thay mặt cho chương trình Talk Show Tâm Tình Tôi. Và hôm nay, chương trình Talk Show Tâm Tình Tôi thì tất cả quý vị đang xem hãy hướng mắt về màn hình để gặp gỡ qua một cô đào hát có tên là Thành Xuân. Chào bạn. Lời nói đầu tiên, Thanh Xuân xin kính chào Vi, kính chào chị ta và kính chào khán giả của Talk Show Tâm Tình Tôi ạ. Trời ơi, bà đi Talk Show mà tao thấy nhìn bà cả một trời mùa xuân thiệt luôn á. Dạ, em cảm ơn chị. Đang đi sự kiện. À, em mới đi sự kiện ở đâu về phải không? Dạ, tại vì em nghe nói là chị ta mỗi lần mà lên một cái chương trình nào đó, chị ta đầu tư rất là kỹ. Em sợ là em không có đầu tư kỹ bằng chị ta nên em chỉ sơ sỉa như thế này thôi. Ở chị nhường cho em. Mình có thể nào mình nói mình bớt ép giọng lại không em? Tại chương trình này là mình trải hết cái tấm lòng của mình ra đó. Cũng như mình lấy hết, mình lấy nội lực đàn ông mình kể để cho nó truyền cảm hơn á. Mình bớt ép giọng lại chút xíu không? Tại vì mình ép quá người ta không có nghe rõ em. Dạ, cái giọng của em nó vậy đó chị. À, giọng em là bẩm sinh là như vậy dạ, hả em? Dạ đúng rồi ạ. À, thường thường thì chị đi hát lô tô đó thì người ta nói là chị có một cái giọng mà nam trầm, mà ở đây là các nam trầm hơn. Vâng, xin chào bạn, đùa vậy thôi thì rất cảm ơn bạn Thanh Xuân đã nhận lời mời tham gia chương trình Talk Show Tâm Tình Tôi ngày hôm nay. Thì bạn có thể giới thiệu sơ qua về bạn sinh ở đâu và năm nay bạn bao nhiêu tuổi, rồi bạn công việc của bạn hiện tại như thế nào không ạ? Dạ, em xin trả lời câu hỏi của chị là em tên thật là Nguyễn Thanh Xuân luôn ạ. À, là cái tên thật của bạn là Nguyễn Thanh Xuân luôn. Dạ đúng rồi ạ. Cái tên nói lên tất cả. Dạ. Em xin giấu tuổi của mình được mà. Tại vì thì thật sự thì chị thuận miệng chị hỏi thôi, chứ thật sự ai hỏi từ tuổi chị cũng không có trả lời đâu em. Dạ. Em á thì bây giờ em là nhân viên của tập đoàn Thế Giới Di Động và hiện tại thì gian rảnh chủ nhật thì em có đi hát lô tô à. À, như vậy thì cho chị ta hỏi đó là em bắt đầu nhận ra cái giới tính của mình là từ năm mấy tuổi? Nếu mà nói mà bắt đầu nhận ra giới tính của mình thì em nghĩ là năm em học lớp 6. Tại vì bắt đầu từ năm học lớp 6 là em thấy em có những cái gọi là những cái nổi trội giống như những bạn nữ, chứ không phải là giống như những bạn nam mà chơi đá banh hoặc là cái này. À, tức là em có những cái biểu hiện nữ tính đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. À. Lúc đó thì em không có đồ sộ như bây giờ đâu. Dạ, lúc đó em ốm lắm ạ. Tức là đi nho nâng dạ, giờ. Dạ đúng rồi, dạ. Lúc đó em nhìn kiểu cũng công chúa lắm. Cũng trắng, cũng dễ thương đó. Rồi được thầy cô, tức là ở trong trường nó có một cái chương trình nào đó thì giống như múa hát đồ thì em đều là có một cái bậc nổi trội hơn các bạn. Rồi thực ra thì nói ra đây á, nếu mà phát lên chương trình mà cái bạn học đó của em coi được á thì chắc em cũng gửi lời xin lỗi với bạn, tại vì hồi xưa em cũng quen một bạn nữ. Dạ. là sao chưa hiểu ha? Từ năm lớp 6 đúng không? Dạ đúng rồi. Lớp 6 là nhận ra giới tính của mình. Dạ, thì là lúc đó em chỉ mập mờ thôi chị. Nên em thử quen một bạn nữ. Dạ đúng rồi. Mình thử để mình xác định dạ, có mình như thế nào đúng để không? Em xác định, nhưng mà cái hôm đó là cái ngày cuối năm của năm lớp 6. Thế là tụi em mới có cái gọi là kiểu là đi họp lớp á, đi họp cuối năm lại á. Rồi ăn uống liên hoan đồ. Xong rồi cái em mới đi ra chỗ cái bãi biển. Tại vì quê em ở Hà Tiên mà, nên biển rất là đẹp. Tối em đi đó bãi biển đang ngồi, xong thế bạn cũng đi theo ngồi với em. Cái bạn vô tình, bạn chỉ vô tình thôi. Bạn chồm lấy, bạn đụng lên cái vai em. Em lại nhích ra chỗ khác. Hết hồn. Chứ không phải là điện giật ha. Coi như là tiếng sét hả? Không dạ. Phải hả? Cái lúc đó em mới biết là có cảm giác là em không có cảm giác với bạn nữ. Vẫn là tiếng sét. Nhưng mà sợ quá, sợ tiếng sét cơ. Thì sợ lúc đó là hết hồn thật. Tại vì bạn đụng vô người em xoẩn cái ra ốc lên. Rồi xong rồi cái tới đầu năm lớp 7 thì có những bạn trai ở trong trường chơi đá banh rồi đó. Rồi ở tranh. Thế là cứ ở trong lớp mà cứ nhìn ra miết gì mà cái lớp mà giống như tôi nhìn ra cái 2 x 2 bằng 6 thiệt luôn á. Sai của ai hả?
Rồi lúc đó em mới nhận rõ ra là cái giới tính của em là như vậy. Như vậy rồi gia đình em như thế nào? Có biết em như vậy hay không? Hay là em giấu luôn? Nhắc đến gia đình thì nó cả một quá trình rất là dài. Tại vì em sinh ra và lớn lên ở trong gia đình ba mẹ ly dị ngay từ nhỏ. Ba mẹ em ly dị lúc đó em mới học lớp 2 thôi. Em cũng trôi nổi lắm. Em nhớ là em sống ở đủ chỗ hết, chứ không phải là cố định ở một chỗ như mấy bạn. Bởi vì em học rất là trễ. Tới năm 17 tuổi mà em chỉ mới học có lớp 9 thôi. Bạn có thể nói là nguyên nhân tại sao? Tại vì mỗi lần mà ba em đi một chỗ thì em sống một chỗ. Rồi mẹ em đi một chỗ thì em sống một chỗ. Em không sống cố định với cha em, hoặc em không sống cố định với mẹ em. Vậy là có nghĩa là ba mẹ em ly thân với nhau hay là sao? Ba mẹ em ly thân, ly dị với nhau luôn, chứ không phải là ly thân nữa. Tại vì ba em là một người khá là gia trưởng. Tại mẹ em cứ bị ba em kiểu như là đánh đập á. Thế là mẹ em cũng chịu không nổi nữa. Một ngày đó mẹ em nói với em là em có một thằng em trai nữa. Mẹ nói với hai anh em là khuya đó mẹ nói là thôi để mẹ đi may mấy bộ đồ. Tại vì cũng gần Tết rồi, mẹ nói mẹ đi may mấy bộ đồ. Cái em mới hỏi là tổ tại sao mẹ lại đi may đồ vào ban đêm như vậy? Rồi ai đầu may? Cô hai cũng đóng cửa rồi. Cái mẹ mới nói là không, mẹ đi lên sức chơi mẹ may á. Là tối đêm đó là mẹ em đi luôn, là lúc đó em mới học lớp 2 thôi. Tức là mẹ bạn bỏ mẹ em bỏ trốn đi, bỏ là vì chịu hết nổi cái sự đánh đập của mẹ. Như vậy rồi nếu mà em nói là cha em gia trưởng như vậy thì có lẽ là khi mà em bộc lộ cái giới tính của mình ra thì chắc chắn là cha em sẽ không chấp nhận, đúng không? Dạ, thật đúng rồi. Tại vì em nhớ những trên người em rất nhiều thẹo, bởi vì em không bao giờ đi diễn mà em mặc áo nhẹ, em không mặc zoom như mấy chị, không mặc đồ hở như mấy chị được, em chỉ chọn áo dài thôi. Tại vì trên người em rất là nhiều thẹo từ ba em hay là đánh em đó. Dạ đúng rồi, đánh em. Mà nếu mà anh chị ở dưới quê thì sẽ thấy những cái nhà bằng gỗ, sẽ có những cái cây cột nhà bắt ngang á. Em nhớ là ba em đánh em là lấy cái cọng dây thừng, mà cái cọng dây thừng to khoảng ba ngón tay như thế này. Ba em cột cái chân em lại, trói em ngược lại xuống cái trần nhà và dùng ghế đánh em. Là năm đó bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là năm em học lớp 9 đó, năm em 18 tuổi. Dạ. Là tối đêm đó, là sáng đêm đó là em bỏ nhà em đi luôn, em gom đồ em đi luôn. Là năm em bước lên Sài Gòn là năm em 18 tuổi. Là bạn đi tìm mẹ bạn hay là bạn... Dạ đúng rồi, em đi tìm mẹ. Rồi cái cuộc phiêu lưu đó bạn có gặp được bạn mẹ bạn hay không? Dạ không ạ. Ban đầu thì em bà nội cho em 500 ngàn. Dạ em gom một ít đồ. Tại vì lúc đó là tối đêm mà em bị đánh là ba em đã đốt hết tất cả sách vở. Dạ, là tóm lại là không cho em đi học nữa. Đốt hết sách vở, đốt hết quần áo này nọ rồi đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng mà trong đêm đó thì em chẳng biết em đi đâu hết á. Tại vì em đi học rồi em đi về, em tách biệt với bên ngoài luôn. Em nhút nhát lắm. Xong rồi bà nội mới nói là thôi con chịu không nổi nữa thì nè nội còn bao nhiêu đây, nó còn 500 ngàn thôi. Cái ngày đó là ngày 17 tháng 10, 2015. Là em cầm 500 ngàn đó là bắt xe Phương Trang đi Cần Thơ. Tại em nghe nói ở Cần Thơ có nhiều quán nhậu lắm, đi lên trển có thể làm quán này làm quán kia được. Là bạn đi một mình lên Cần Thơ luôn? Dạ đúng rồi, em chỉ có một mình thôi. Rồi bạn không quen biết ai rồi thì khi mà lên Cần Thơ thì bạn sống như thế nào? Vừa bước xuống bến xe Cần Thơ, bến xe 91B thì em đi tìm mấy cái nhà hàng. Em xin cái nhà hàng nào mà có cho ăn ở lại thì em sẽ ăn ở lại, thì em làm ở trong đó. Là một năm em cũng tích góp được, xong sau đó em mới mua được điện thoại. Tại vì mỗi lần mà mẹ em điện về em nhớ kỹ số điện thoại mẹ em đó. Em chỉ muốn có cái điện thoại để liên lạc được với mẹ. Xong đó em mới biết là mẹ ở Bình Dương. Rồi xong đó một năm sau đó em mới lên Bình Dương em sống, và lúc đó là bước đầu bước vào Sài Gòn. Là hồi năm 2016 là bước vào Sài Gòn. Khi mà em gặp mẹ em đó, là lúc đó là em hình hài như bây giờ chưa? Hay là em vẫn là còn là con trai? Dạ, em sợ lắm, em đi tới đâu em cũng sợ lắm. Em đi tới đâu cũng giấu hết á. Em đi làm em cũng giấu, em không có bao giờ dám bộc lộ ra hết.
Tới hiện tại bây giờ em đi làm em cũng giấu cái giới tính của mình. Rồi khi mà mẹ em biết cái giới tính em như vậy đó, mẹ em có phản ứng như là ba của em hay là không? Hay là mẹ em dễ hơn ba em? Dạ, nói tới ấy thì mẹ là người nhìn ra được. Mẹ nhìn ra mẹ hôm đó, lúc đó là em đi làm về xong cái mẹ không có nói với em. Mẹ tình cờ không biết sao mà mẹ nhắn tin, mẹ nói là dù cho con là ai đi chăng nữa thì con mãi là con của mẹ. Mẹ ủng hộ cái việc của con làm, mẹ ủng hộ tất cả những thứ con làm. Đúng rồi, thì Nhã Vi cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều vì đã nói ra cái câu nói đó với Thanh Xuân, để cho Thanh Xuân mạnh mẽ hơn và sống tốt hơn cho đến bây giờ. Thì đến hiện tại thời điểm bây giờ thì Thanh Xuân có thấy cái công việc của mình nó ổn định hơn chưa? Và mọi người xung quanh có còn kỳ thị mình như hồi lúc trước nữa hay không? Dạ, thì lên Sài Gòn em mới biết là mọi thứ nó khác ở dưới quê lắm. Em thấy có nhiều cặp đi ngoài đường, rồi mấy cái chị mà hát rong ruổi ngoài đường á, có nhiều chị hát kẹo kéo ngoài đường á, cái chị cũng giả nữ thì mấy chị rất là đẹp. Và mấy chị sao mà sống thoải mái được như vậy, sao mà cởi mở được như vậy, sao mà được mọi người yêu thương như vậy. Thì em mới cảm giác được là ở Sài Gòn chính là cái nơi mà em được sinh ra một lần nữa. Thì em mới bắt đầu sắm quần áo, sắm sữa này nọ nọ kia, rồi em mới đi bắt đầu xin đi hát. Tại vì em cũng đam mê hát lắm, em cũng đam mê hát, đam mê diễn, nhưng mà tại vì em không có đủ điều kiện á. Tại vì một thân một mình, em không có ai quen biết ở Sài Gòn hết, một thân một mình hết, tự thân, với lại mẹ em cũng không có điều kiện đó. Rồi thời gian đầu thì bạn xin đi hát ở những cái tụ điểm nào hay là những cái đoàn hát nào? Dạ, thì thực chất ra là em lần đầu tiên em đi xem đó chính là ở đoàn Sài Gòn Tân Thời. Cái đêm đó là em nhớ kỹ lắm, là đêm chủ đề mẹ tôi. Là mấy chị, em nhớ rất là kỹ luôn, là chị ta hát bài Thương Về Cố Đô. Dạ, tại lúc đó em rất là thích, dạ, thích lắm. Rồi xong sau đó em mới ấy với chị Lộ, là nói là chị ơi em thích hát vậy. Rồi xong cái chị Lộ mới nói là thôi ngày mai em qua diễn cũng được. Thế là em mới lần đầu tiên mới bắt đầu là bước hát, như là chị Lộ người dẫn dắt em. Là từ đó là em bước lên em hát cho đến hiện tại bây giờ luôn. Và ai là cái người mà phát hiện ra cái giọng hát của em mà để mời em đi hát? Dạ, cũng là chị Lộ. Wow. Dạ, cũng là chị Lộ. Người. Tại vì trong cái chương trình mà LGBT Thành Thái, dạ đúng rồi, sắc mặt LGBT, em là đoạt giải nhì, bạn Kim Nhi Bảo được đoạt giải nhất, bạn Tố Lan đoạt giải nhất. Thì sau chương trình đó thì chị Lộ mới ấy, em mới xin chị Lộ mới đồng ý cho em gia nhập Sài Gòn Tân Thời. À, rồi hiện tại bây giờ là cuộc sống em nó cũng đã đỡ hơn hồi lúc trước rất là nhiều rồi. Thì bây giờ mọi chuyện thì nó cũng đã qua. Thì theo Nhã Vi thấy này, ai ở trong cộng đồng LGBT này thì cũng có rất là nhiều cái cơ cực, những cái đau đớn về những cái lúc đầu đó mà thơ mau với gia đình đó, rất là cực khổ. Ngay cả Nhã Vi cũng vậy, cũng là nước mắt, rồi cũng là đau đớn, rồi cũng bỏ nhà ra đi. Nhưng mà hiện tại thì Nhã Vi cũng thấy là ba mẹ Nhã Vi cũng thương Nhã Vi hơn hồi lúc trước, cũng như là Thanh Xuân bây giờ thì cũng thương hơn. Nhưng mà Nhã Vi thắc mắc là hiện bây giờ thì Thanh Xuân có về thăm ba của Thanh Xuân không? Dạ, sau gần một năm trở về đây á, thì tình cờ một hôm đó ba em có điện thoại cho em, bảo là con ăn cơm chưa. Là lúc đó là kiểu giống như là bao mấy cái hận á, em rất là hận ba em hận lắm. Em nói là ba em chết em cũng không về đổi tan nữa. Nhưng mà từ cái hôm mà ba gọi là con ăn cơm chưa, đó là cái cuộc gọi mà sau 3 năm không nói chuyện, ba em gọi cho em thì em bắt máy, con nói dạ con ăn rồi. Là giống như là cái kiểu là cái nỗi lòng của em nó bị xua đi hết. Em nghĩ là chắc lúc đó là ba đã biết em như vậy rồi. Tại vì công nghệ phát triển rồi, Facebook có rồi. Nhưng mà lúc đó thì em mới biết là ba em chỉ có một mình thôi. Là mẹ kế của em cũng đi rồi. Là tất cả mọi người cũng đã đi hết với ba rồi. Nên trong lúc đó là cái người ba cần chắc là cũng là em, như là em của em. Mà lúc đó em của em nó cũng đã lên sóng với em rồi. Nên ba chỉ có một mình. Thực sự mà nói thì người cha người mẹ nào cũng vậy. Trước đây thì cái công nghệ thông tin nó chưa có phát triển, thì nhiều khi
các bậc phụ huynh người ta cũng chưa biết cái vấn đề giới tính nó là giới tính thứ ba hay là LGBT là cái gì. Cho nên là thường thường thì các bậc cha mẹ cứ quan niệm đó là một cái vấn đề về đua đòi hay là một cái căn bệnh nào đó. Đúng rồi, như vậy là bình đó. Bình. Nhưng mà có lẽ là vì khi mà ba em trải qua một cuộc sống một mình và khi mà ba em đã tiếp cận được với những cái kiến thức về giới tính ấy, thì có thể là ba em đã suy nghĩ khác. Và hiện tại thì bây giờ mối quan hệ đã tốt hơn chưa? Dạ, hiện tại bây giờ thì mối quan hệ của ba em với em là tốt hơn rồi. Tốt hơn rất nhiều. Giống như là kiểu là em với ba em mới đúng thật là cha con đến 20 mấy năm bây giờ mới được là cha con. Thì lúc trước giống như kiểu là kẻ thù, mỗi lần mà ba em xỉn là đánh, không hiểu lý do tại sao cũng đánh, cái gì cũng đánh đó. Ăn cơm mà cũng em không ăn được cái món đó, ba em cũng bắt buộc em ăn, em không ăn ba em đập bỏ chén, ba em nói là chó ăn chứ không cho mẹ ăn. Thì tới bây giờ thì mỗi lần em về thì ba lại là người đi mua cái này cái cho em, mua cái kia cho em, làm những cái món cho em ăn, và ba nói chuyện với em hoàn toàn khác. Giống như ba giống như bị đổi tính gì đó, ba đổi tính hoàn toàn 100% mà không nghi ngờ tới luôn. Nói như vậy thì cuộc sống hiện tại của bạn thì khá là ổn định, và hiện tại thì có thể là bạn nói là có thể dùng một từ là bạn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, đúng không? Dạ đúng rồi, em thì trải qua giống như những thăng trầm trong cuộc sống thì đúng rồi. Những cái em tin vào một cái câu nói là mình hãy cố gắng đi thì cái đền đáp chắc chắn sẽ trở lại cho mình. Thì em cố gắng từng ngày một em cố gắng làm cái gì em cũng làm hết. Em thậm chí em đi làm hồ luôn á. Em đi làm hồ luôn, rồi em đi bán trái cây, em làm hết tất cả mọi thứ. Và bây giờ cái đền đáp của em đã có là em có một công việc ổn định. Em mua được cái này, cái kia, em lo được cho mẹ em. Rồi em sắm được cái này, em đã thỏa đam mê với mình. Và cái điều quan trọng nhất là tất cả mọi người đã được công nhận em. Công nhận em chứ. Thật sự mà nói thì trước đây đó thì các bạn LGBT á, thì chưa có người ta còn kỳ thị nhiều, cho nên là các bạn khó trong cái việc xin việc làm, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì các bạn đã được xã hội đón nhận và các bạn đã có công việc ổn định rồi, các bạn có khả năng lo cho bản thân, lo cho gia đình, thì tốt nhất là các bạn nên cố gắng phấn đấu, cố gắng sống tốt. Bởi vì nếu như chúng ta muốn cha mẹ chấp nhận thì bản thân chúng ta phải tốt trước đã. Bản thân chúng ta phải thật sự tốt, phải thật sự sống tốt, cố gắng phấn đấu. Thì có thể là đúng rồi, một ngày, hai ngày, một tháng, hay là sẽ có một thời gian hoặc là có một thời điểm nào đó thì ruột thịt cũng sẽ nhìn nhận nhau. Và hiện tại thì bây giờ là giống như Thanh Xuân đây thì cha mẹ và cả gia đình thì đều chấp nhận và đều chào đón bạn như là một thành viên bình thường trong gia đình thôi, không phân biệt, không kỳ thị, không gọi là bệnh hoạn gì hết, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ ba em còn lâu lâu chọc em còn bảo là con gái tôi. Rồi. Rất là chúc mừng Thanh Xuân. Thì qua cái chương trình này nè, thì Nhã Vi nghĩ rằng chắc có lẽ là khi chương trình này phát lên thì ba của Thanh Xuân và mẹ của Thanh Xuân cũng sẽ xem cái chương trình này. Thì Thanh Xuân có một cái lời nào đó để gửi đến ba mẹ của mình, cũng như lời cảm ơn ba mẹ, hay là những cái lời gì đó hay là không? Nếu mà nói như vậy thì em xin mượn cái chương trình để nói ra cái ước mơ của em. Đó chính là con mong ba mẹ, mặc dù là mọi người đã có một cái gia đình rất là hạnh phúc hết rồi, mọi người đã có cuộc sống riêng hết rồi, nhưng mà con ước một ngày được chụp một tấm hình gia đình của mình là có con, Thu, ba và mẹ. Chỉ cần một tấm hình như vậy thôi. Hy vọng rằng ước mơ của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Và thật sự ước mơ đó chính Nhã Vi bây giờ vẫn người dám ước mơ. Ngay cả ba và mẹ của Nhã Vi, anh hai và em gái nhau, chưa bao giờ có một tấm hình như vậy. Nhã Vi chỉ có chụp với nhau. Chụp với ba thì có, chụp với mẹ thì chỉ mới gần đây thôi, còn cả gia đình thì chưa bao giờ. Tại vì ba mẹ của Nhã Vi cũng đã chia tay từ lâu lắm rồi. Cái câu chuyện của Thanh Xuân đó rất là chạm vô trái tim của Nhã Vi. Tại vì sao? Nhã Vi không có bị ba đánh nhiều, nhưng cái lúc mà Thanh Xuân kể là ăn cơm mà bị ba đánh á, thì Nhã Vi cũng đã từng bị. Tại vì sao? Là
cái khúc Xuân chỉ là đi học, chuẩn bị đi học, thì ba kêu là mày ăn cái này đi. Nhưng mà thật sự mình đã ăn rồi, đã ăn rồi, tại vì em với ba là không có sống chung nhà với nhau. Nhưng mà ba nghĩ là chưa ăn, biết là ba tốt mà con đã ăn rồi. Thế là ba nghĩ mình nói dốc, ba đánh mình. Lần thứ hai nữa là hôm đó thì cha nói là đói bụng quá, Xuân nấu cho gói mì. Rồi Vi còn nhớ là cái gói mì Hảo Hảo đó, không hiểu tại vì sao thường thường cái mì đó nó hơi màu vàng đậm, muốn thành màu cam. Hôm đó mình nấu thì nó vàng chạch à, nó không ra màu cam được, không biết làm sao đó. Thì bưng cái tô mì lên ra đập tô mì luôn, nói là tại sao tao kêu mày nấu cái mì đó mà mày đi nấu cái mì khác mà cái vỏ mì vẫn còn. Mà ba lại nói là tại sao nấu cái mì đó mà nấu mì kia, rất là ấm ức nhưng mà bây giờ cãi không được. Thì nhỏ Vi cũng mong rằng qua cái chương trình này thì ba có Thanh Xuân cũng như mẹ có Thanh Xuân và em có Thanh Xuân sẽ cùng nhau chụp một tấm hình để lưu niệm sau này cho Thanh Xuân vui và Thanh Xuân có cái động lực hơn nữa để là một người cộng đồng LGBT thật là tốt và giúp ích cho cái xã hội này. Vì nhỏ Vi biết rằng là cũng là LGBT nhưng mà vẫn sống như tất cả mọi người, không có lừa gạt ai hết, không có trộm cắp hay là không có hút chích gì cả. Mình vẫn sống tốt, vẫn làm, vẫn kiếm tiền trên đôi tay và mồ hôi của mình, đúng không Thanh Xuân? Đúng rồi. Em thì luôn luôn cố gắng từng ngày một nên mọi thứ nó đến với em thì cũng là do cái sự cố gắng của em cố gắng thật nhiều và thật nhiều hơn nữa để cho mọi người nhìn với mình với một cái nhìn thật là thiện cảm hơn. Không có nói là cái con này nó như vậy, cái con này nó giống con kia, nó như vậy và như vậy như vậy. Thì mọi sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp khi mình có cố gắng. Hồi nãy giờ thì nói nhiều về cái cuộc sống gia đình rồi, thì không biết là cuộc sống cái chuyện tình cảm riêng tư của Thanh Xuân thì như thế nào ha? Có thể chia sẻ cho mọi người được biết hay không? Dạ, chuyện tình cảm riêng tư hả? Nếu mà hỏi thì em cũng trả lời luôn là em không giấu là em với bạn trai em quen nhau cũng được gần 3 năm rồi. Dạ, 3 năm. Dạ, gần 3 năm. Cũng khá là lâu ha. Ngộ quá à. Chuyện của chị. Như vậy thì không biết là gia đình hai bên đã biết chưa? Em thì giống như kiểu là không được, từ nhỏ là không được yêu thương bên gia đình của bên em. Mà sau tình cờ gặp được gia đình của anh rất là thương em. Là hai đứa em quen nhau trên Zalo. Tình cờ 2 giờ sáng hai đứa kết bạn nhau hồi nào không biết. Quen nhau là ngày 20 tháng 9. Ôi nhớ kỹ. Dạ. Cái ngày kỷ niệm, cái ngày để em đòi quà, cái ngày để em đòi quà. Là ngày đòi quà. Dạ đúng rồi, nhớ cái ngày đòi quà. Dạ. Là anh gần tới rồi. Dạ đúng rồi, dạ rồi, dạ đúng rồi. Không nhưng mà 20 tháng 9 tháng nào em cũng được quà. Là cứ ngày 20 tháng nào cũng được quà. Dạ đúng rồi. Ngày nào cũng là tháng nào cũng là ngày kỷ niệm ấy, hiểu không? Dạ đúng rồi, chứ không phải là một năm kỷ niệm lớn hơn. Thấy bướm đầy người là tôi nghi rồi. Dạ. Mỗi năm là con đó, đúng không? Dạ. Thì ba mẹ của anh đó chấp nhận em luôn. Dạ, cả ba lẫn mẹ anh đó chấp nhận em là, nói chung là gia đình bạn trai là biết hết luôn. Dạ. Xem như là thành viên trong gia đình luôn. Dạ đúng rồi. Và một thêm một điều như thế này là em nói rất ít, em nghĩ là rất ít gia đình nào mà giống như gia đình của hai đứa em. Là hai đứa em quen nhau một tháng là gia đình của bạn đó ở Sóc Trăng dọn lên Bình Dương sống với gia đình của mẹ em luôn, sống chung một nhà luôn. Là hai gia đình là sống gia chung, giống chung dạ, nhà đúng luôn. Rồi sống chung một nhà. Nếu như vậy thì quá thuận tiện rồi, thì không biết là hai đứa con muốn làm một cái đám cưới không ha, có muốn tiến tới luôn không? Cái chuyện đám cưới thì là em nói thật luôn là mới hồi tháng vừa rồi mẹ bạn nói là hai đứa tích góp được bao nhiêu rồi để mẹ làm đám cưới cho hai đứa. Thì để sau cái chương trình này thì nhỏ Vi cũng để tiện cho cái chương trình này thì nhỏ Vi cũng cũng xin một lời với chị Lâm Khánh Chi. Dạ, là em nghe nói chị Lâm Khánh Chi đó là mỗi một năm thì chị Lâm Khánh Chi sẽ làm tổ chức đám cưới cho 10 cặp cộng đồng LGBT. Và nhỏ Vi cũng xin một vé cho Thanh Xuân và bạn trai của Thanh Xuân nha chị Lâm Khánh Chi. Nhỏ Vi xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, em cũng bất ngờ quá, em cũng cảm ơn Vi, em cũng cảm ơn chị Lâm Khánh Chi. Nếu được như vậy thì em cũng mừng quá. Dạ, em cũng cảm ơn rất là nhiều. Rồi, nếu như bạn là người đã có người yêu rồi đó thì cái vấn đề này là
có thể là bạn sẽ hiểu rõ về cái vấn đề mà quan hệ đồng giới đó. Thì người ta thường nói là cái nguy cơ mà bị cái xác suất lây nhiễm HIV đó nó sẽ cao hơn người bình thường. Thì không biết là bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này không ạ? Dạ, cái vấn đề này thì em nghĩ nếu theo bản thân em, tại vì em với bạn trai em quen nhau cũng mấy năm rồi đó, nên hai đứa em thì cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường thôi. Tụi em cũng yêu nhau, nhưng mà tụi em không có đứa nào mà lăng nhăng hết á. Nên cái chuyện mà hai vợ chồng em cởi mở với nhau, cái chuyện hết sức là bình thường. Còn đối với những cái bạn mà em nghĩ á nha, nếu mà quen nhau, nếu mà mình chưa xác định tiến tới á, thì mình nên sử dụng cái gì đó an toàn nhất cho mình. Chị nghĩ là quan trọng là chúng ta vì nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Chúng ta giữ gìn cho nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Cái vấn đề là khi mà chúng ta đã quyết định sống một nhà rồi thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải biết giữ gìn cho bản thân mình trước, thì cũng coi như là giữ gìn cho đối phương, đúng không? Như vậy thì Thanh Xuân có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn LGBT khác không? Em nếu mà cái lời khuyên đối với em thấy, tại vì bây giờ có nhiều cặp yêu nhau nhưng mà các bạn chỉ là một tháng, hai tháng. Có nhiều người ta bảo là không tin vào tình yêu đồng giới, tại vì mọi người rất là mau chán nhau. Là giống như kiểu là hôm nay tôi thích cảm giác với bạn này, ngày mai tôi thích cảm giác với bạn kia. Như vậy là chúng ta đừng bao giờ nói là không tin, vì nó luôn có, chứ không phải là không có. Chỉ là do bởi bản thân mỗi người chúng ta thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một con người thích tìm hiểu một cái mới lạ, thì chúng ta phải nên giữ an toàn cho bản thân mình. Cái chuyện nếu mà mình quan hệ đồng giới với một người nào đó thì mình nên nhớ giữ gìn đó, mình nên đeo bao đi. Em nghĩ là như vậy, nên đeo bao đi. Thật sự mà nói thì nhiều người, người ta không tin vào tình yêu đồng giới, thì đó là chỉ là một cái cạnh khác thôi. Thật sự xã hội vẫn còn những cặp LGBT từ hồi xa xưa rồi, từ hồi thập niên trước nữa, tới ngày hôm nay là mười mấy năm rồi nhưng họ vẫn bên nhau. Nhưng mà có lẽ là tại vì cái tình yêu họ nó âm thầm thôi, cho nên chúng ta không biết. Nhưng vẫn LGBT vẫn có tình yêu đích thực. LGBT vẫn có tình yêu. Vâng ạ. Rồi thì rất cảm ơn Thanh Xuân đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, và xin được gửi tặng bạn một món quà lưu niệm. Xin chúc cho những cái ước mơ cũng như là những cái hoài bão của bạn sẽ mau chóng thành hiện thực, và chúc cho bạn cũng như là bạn trai luôn có một cuộc sống hạnh phúc. Đúng rồi, và nhanh làm đám cưới nha Hôn. Dạ chị yên tâm, em rất nhanh làm đám cưới. Nếu đám cưới cũng không thiếu chị đâu, nhưng mà chị nhớ đừng lấy cái xe em khi đi hát. Trời ơi em ơi, nói chung là chị sẽ không lấy đồng nào hết. Chị dột tiền cho đất, chị mang áo dài cho đám cưới của em. Dạ. Chứ là thấy nãy giờ thấy hơi khó chịu rồi ha. Dạ thì áo dài tất cả mọi thứ đều là chồng em mai hết. Chồng? Dạ. Chồng em biết mang áo dài luôn. Chồng em với em được một anh đó là anh Kim Trọng. Anh thấy hoàn cảnh em như vậy anh cũng rất là thương, tại vì ngoại hình em quá cỡ quá mà đâu có áo chỗ nào cho em mướn áo dài để vừa đâu. Thì đó, tháng nào cũng đòi quà riết mà vậy đó. Dạ. Một năm đòi một lần thôi. Dạ nên anh với chồng, anh nhận chồng em làm đệ tử rồi. Thế là truyền nghề lại mang dài cho chồng em. Thế là em luôn luôn có áo dài. Bộ mang áo dài cho chồng em hả? Không, truyền nghề áo dài cho chồng em, chồng em may cho em. Dạ. Rồi giờ em mở được bộ sưu tập áo dài chưa? Dạ cũng hơn 100 cái à. Trời ơi chị ngưỡng mộ dạ, quá. Dạ mỗi cái là một kiểu nha. Đâu có thua chị. Dạ đúng rồi, tại vì lúc á chị cũng diễn 2 tháng mấy nay, có ngày nào mà đụng qua áo dài đâu. Dạ. Từng nào áo dài cũng khác. Bông này đẹp quá em. Dạ tại vì em cũng nói với khán giả biết là lúc em bước vào Sài Gòn Tân Thời là em rất thích chị Tai, tại vì chị Tai không hề có một cái áo dài nào trùng hết. Áo dài chị Tai rất nhiều, rất đẹp, kiểu rất nhiều. Chị Tai rất là chỉnh chu từ tóc tai, hình ảnh, mọi thứ khi bước lên sân khấu. Nên em thấy như vậy em thì quá cỡ rồi. Em không có áo dài mặc nè, nên em biết vậy. Em tự động chăm chút bản thân hơn. Em hát thì không được hay, nên em phải chăm chút cái bề ngoài của mình. Rồi, cũng qua chương trình này thì Nhã Vi cũng thay thương mà mặc cho chương trình. Nhã Vi xin gửi lời nhẹ tới chị Lô Lộ cũng như là bạn Luna. Nếu mà kho mình có mất đồ nhiều quá đó thì hãy qua nhà Mai Thiên Tai. Tại vì em thấy lúc này kho mình cũng áo dài cũng vơi dần đi. Em vấn đề là chị có lấy chị mặc á thì chị cũng mặc trên sân khấu, chứ chị đâu có mặc ở nhà được đâu em. Chị lấy làm gì? Chị đi show khác. Chị đi show khác, tôn chỉ của chị là show khác, là chị mặc áo dài của chị. Trời ơi chị có tiền mà em.
Chị Tai có điều kiện lắm, chị Tai luôn luôn ra sản phẩm mới. Mọi người hãy bấm kênh theo dõi Facebook của chị Tai, chúng ta sẽ luôn luôn thấy những cái sản phẩm mới, những sản phẩm vô cùng chất lượng và tháng nào cũng có. Rất cảm ơn Thanh Xuân đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và chương trình talk show Tâm Tình Tôi của chúng em đến đây là kết thúc. Rất mong là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ chương trình, và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng nhé, vào lúc 20 giờ thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Trên kênh YouTube Giải Trí Việt 24 giờ, và mỗi một tập chúng tôi sẽ có một vị nhân vật, một vị khách mời đặc biệt sẽ đến để tâm tình cho tất cả chúng ta, và thông qua đó thì rất mong là quý vị sẽ chia sẻ và thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như là tâm tư tình cảm của các bạn cộng đồng LGBT, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại ở tập sau nhé.